Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Hầu hết chúng ta đều từng trải qua một sự hấp dẫn mãnh liệt đối với người khác. Nhưng khi đó là một mối liên hệ sâu sắc về tâm linh, thì sự hấp dẫn đó dường như đánh vào tâm trí, cơ thể và linh hồn của chúng ta, chứ không chỉ thể xác. Vậy thì những kết nối này đến từ đâu và chúng phục vụ cho mục đích gì? Hầu như tất cả chúng ta đều đã trải qua sự kết nối với một người mới, cảm giác như chúng ta đang gặp lại một người bạn cũ. Người mới này quen thuộc với chúng ta ngay lập tức. Chúng ta cảm thấy thoải mái ngay lập tức khi có sự hiện diện của họ, và dành thời gian với họ khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Đó có thể là một người bạn mới, một người yêu mới, hoặc thậm chí là một người đồng nghiệp tuyệt vời ở một công việc mới. Cho dù đó là ai, chúng ta biết họ ở một mức độ sâu sắc mà chúng ta có thể không biết làm thế nào để giải thích. Chúng ta có thể thấy mình gật đầu với tất cả những gì họ nói. Chúng ta hoàn toàn liên quan đến họ ở mọi cấp độ. Có một năng lượng mãnh liệt sôi sục trong chính lõi của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại có những cảm giác này? Những người kỳ diệu này là ai? Và họ có những vai trò gì trong cuộc sống của chúng ta? Điều thứ nhất, bạn có thể đã gặp một phần trong gia đình linh hồn của mình. Tất cả chúng ta đều đã trải qua sự tồn tại qua nhiều kiếp sống, và do đó, chúng ta tự nhiên thu hút các thành viên gia đình linh hồn trong mỗi lần hóa thân. Vì vậy, khi bạn gặp ai đó và ngay lập tức cảm thấy như bạn đã biết họ trước đây, đó có thể là những thành viên trong gia đình linh hồn của bạn. Người này có thể là cha mẹ, anh chị em, cô chú, ông bà, hoặc thậm chí là con của bạn trong kiếp trước. Có thể các bạn đã dành thời gian bên nhau vô số lần. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các bạn đã tìm thấy nhau một lần nữa. Theo cách mà bạn thường có thể tìm thấy một người bạn thân trong một đám đông, chỉ vì bạn có thể cảm nhận được họ. Vì vậy, các thành viên của một gia đình linh hồn có thể tìm thấy nhau một lần nữa, ngay cả khi họ ở hai phía đối diện của hành tinh. Điều thứ hai, bạn có thể gặp lại nhau để cân bằng một số nghiệp từ kiếp trước. Giả sử bạn gặp một người vô cùng bảo vệ bạn và cuối cùng cứu sống bạn hoặc chăm sóc bạn qua cơn bạo bệnh. Bạn có thể đã cứu họ trong một kiếp trước, hoặc có lẽ lần trước họ đã không bảo vệ bạn khỏi bị tổn hại, và lần này họ có cơ hội để thành công trong việc đó. Ngoài ra, hai bạn có thể đã sai với nhau lần trước, và bây giờ bạn có cơ hội để làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Điều này thường xảy ra với các mối quan hệ cha mẹ, con cái. Bạn có thể có một mối quan hệ thiêng liêng mãnh liệt với cha mẹ mình, mặc dù thực tế là bạn có một mối quan hệ khó khăn với họ. Trong trường hợp như thế này, đó rất có thể là tình huống mà lần trước bạn là cha mẹ và bây giờ bạn đã đảo ngược vai trò để hiểu nhau. Chúng ta hiếm khi có thể hiểu được quan điểm của người khác cho đến khi chúng ta sống trong hoàn cảnh của họ một thời gian. Chúng ta có xu hướng tiếp tục lặp lại những sai lầm tương tự trong cuộc sống này cho đến khi chúng ta xoay sở để sắp xếp lại bản thân, để phá vỡ chu kỳ. Chúng ta có thể cần một vài vòng đời để thoát khỏi việc lặp lại các chu kỳ hành vi dữ dội hơn. Điều thứ ba, đây có thể là một trong những người bạn tri kỷ của bạn. Các mối quan hệ tri kỷ xảy ra khi chúng ta cần trải nghiệm điều gì đó hoàn tráng cho sự phát triển và trưởng thành của bản thân, và chúng ta có thể kéo dài ở bất kỳ đâu từ vài giờ đến vài thập kỷ. Những kết nối này là những mối liên kết mãnh liệt, mạnh mẽ và có thể là thuần túy hoặc lãng mạn. Bạn có thể tự hỏi tại sao bạn lại bị thu hút bởi người này. Tại sao bạn dường như có thể cảm nhận được cảm giác của họ? Chúng ta đã có điều kiện để đánh đồng sự hấp dẫn mạnh mẽ với ham muốn tình dục đến mức chúng ta thường gặp khó khăn trong việc hình thành ý tưởng rằng chúng ta có thể yêu ai đó tha thiết mà không cần phải ngủ với họ.
Mối quan hệ tri kỷ dựa trên tình bạn có thể bền chặt hơn bất kỳ mối quan hệ anh chị em nào, hoặc chúng có thể đầy rẫy những thách thức và bất đồng, hoặc cả hai. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào những gì hai bạn phải dạy cho nhau, những gì bạn có ý định kích hoạt lẫn nhau để phát triển tâm hồn của bạn. Những loại mối quan hệ này thường không có nghĩa là lâu dài và hòa hợp. Thay vào đó, chúng sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những vũng lầy mà chúng ta đã mắc phải, để chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chúng ta có thể đan xen vào cuộc sống của nhau vài lần trong nhiều năm, hoặc đây có thể chỉ là một điểm dừng ngắn trên con đường của chúng ta. Điều thứ tư, đây có thể là kết nối linh hồn song sinh của bạn. Hai bạn có thể đã từng là người yêu của nhau theo cách này hay cách khác nhiều lần. Điều này khác với gia đình linh hồn của bạn, thường bao gồm các mối quan hệ cha mẹ, anh chị em, và thay vào đó là một mối liên kết lãng mạn xảy ra lặp đi lặp lại trong nhiều thế kỷ. Có thể bạn đã mơ thấy người này dưới những hình thức khác nhau, nhớ lại những quãng đời khác nhau mà bạn đã chia sẻ cùng nhau khi còn là bạn đời. Bây giờ là thời điểm thích hợp để cả hai bạn tìm thấy nhau một lần nữa và kết nối lại ở mức độ lãng mạn. Điều này có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt nếu bạn đang có một mối quan hệ với người khác, hoặc nếu người này thuộc giới tính mà bạn thường không bị thu hút về mặt tình dục. Cần rất nhiều tâm hồn để tìm kiếm loại liên kết tinh thần này, vì nó chắc chắn sẽ là một trong những mối quan hệ mãnh liệt nhất mà bạn từng có. Nếu bạn đã sẵn sàng, nó có thể đẹp đến khó tin. Nếu không, nó có thể là một thảm họa. Chỉ cần trung thực với bản thân và người yêu tiềm năng của bạn và làm mọi thứ tốt nhất có thể. Điều thứ năm, bạn đã được gắn kết với nhau để thực sự hiểu nhau. Một số linh hồn hướng về nhau khi họ chia sẻ những trải nghiệm tương tự. Chỉ có điều gì đó trong năng lượng của chúng ta kêu gọi những người cùng chung chí hướng, từ sở thích và đam mê chung cho đến những tổn thương trong quá khứ. Đối với những người luôn cảm thấy rất đơn độc trong sở thích và trải nghiệm của họ, kiểu kết nối này có thể có giá trị cực kỳ lớn. Bạn không cần phải giải thích cho người này những sở thích có phần kỳ quặc của bạn. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu bạn. Đó là một điều hiếm. Cả hai bạn phải được thấu hiểu và chấp nhận vô điều kiện. Hãy nhớ rằng mối quan hệ tâm linh không chỉ giới hạn ở con người. Điều quan trọng cần nhớ là nhiều mối liên hệ tâm linh này có thể xảy ra giữa các sinh vật thuộc các loài khác nhau. Điều này là do tinh thần không bị giới hạn bởi hình thức vật chất. Khi chúng ta có mối liên kết tinh thần bền chặt với một con vật, đó là bởi vì linh hồn của chúng ta nhận ra điều gì đó đặc biệt và thiêng liêng ở nhau. Thứ gì đó vượt qua loài, cơ thể vật chất và bất kỳ khía cạnh giới hạn nào khác của sự tồn tại vật chất. Cũng giống như con người, loài vật này có thể đi vào cuộc sống của bạn đúng vào thời điểm bạn cần chúng. Nó có thể để dạy cho bạn một bài học, hoặc vì bạn có thể cung cấp cho chúng những gì chúng cần cho sự phát triển tâm hồn của chúng. Nó thậm chí có thể là tình huống của một con vật cưng đã qua đời cách đây rất lâu, quyết định rằng chúng muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn, do đó sẽ tái sinh để chúng có thể trở thành bạn đồng hành của bạn. Ngoài ra, bạn có thể là thú cưng của chúng trong một kiếp sống khác. Và bây giờ là cơ hội để cả hai bạn trải nghiệm sự đảo ngược vai trò. Trong mọi trường hợp, bây giờ bạn có cơ hội để tận hưởng tình yêu của nhau một lần nữa. Hãy tôn vinh điều đó với trái tim của bạn và đừng để ý đến những người có thể chọc phá mối quan hệ tinh thần đặc biệt mà bạn có. Chỉ vì một sinh vật không phải là con người, không có nghĩa là nó không có tình yêu và tình bạn sâu sắc, cũng như mối liên hệ tinh thần của bạn kém giá trị hơn chỉ vì chúng ở một hình thức khác. Điều đó cực kỳ quan trọng cần ghi nhớ trong xã hội ngày càng lấy con người làm trung tâm. Một điều quan trọng nữa là không ai khác có thể quyết định bạn có mối liên hệ tâm linh sâu sắc với ai đó hay không. Nếu bạn cảm thấy, hoặc thậm chí biết sâu sắc rằng bạn làm như vậy, hãy tin tưởng vào điều đó. Trực giác của bạn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà bạn có. Đừng để bất kỳ kẻ phản đối nào làm lung lay bạn khỏi sự thật của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Cảnh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn
nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.